Ha, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel dạy ảo thuật nha. Thì đối với cái channel của mình có rất là nhiều điều thú vị để các bạn khám phá chứ không phải riêng dạy ảo thuật không. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn thêm một cái trò bài rất là thú vị như sau, người ta gọi là đọc ý nghĩ. Ok, đầu tiên chúng ta cầm cái bộ bài lên cho khán giả xào chẻ bất kỳ ha. Mình đưa bộ bài cho khán giả xào chẻ lên. Cái trò này rất đơn giản nha, ai cũng có thể làm được nha, rất là hay và rất là thú vị. Người ta gọi là tiên tri đón được bộ bài. Đấy, cho khán giả xào chẻ, mình các bạn đưa bộ bài cho khán giả xào chẻ lên ha. Các bạn cũng có thể chẻ một cái trước mặt cho khán giả coi ha. Rồi, trò này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ như thế này. Mình hỏi cái con khán giả này nè, mình hỏi khán giả đây là con gì. Okay, ví dụ khán giả trả lời đây là con năm chuột. Bây giờ mình sẽ nói khán giả là mình sẽ đoán được trong bộ bài có những con gì mà không cần nhìn vô bộ bài. Ví dụ đầu tiên là con năm chuột, tiếp theo đây là con bảy cơ, đúng không? Đây là con xì bích, đây là con bốn bích. Hoàn toàn mình không nhìn vô bộ bài, mình con mắt mình nhìn vô khán giả nha. Đây là con bội bích, tám chùa, bảy bích, sáu chùa, đầm bích, đầm rô chứ, hai cơ, tám rô, bốn rô, bảy rô, con bìa, đầm bích. Ok, thao tác của chúng ta là chúng ta đưa lên phía trước và đọc cho khán giả coi. Đây là con gia chùa, à, chín rô, sáu cơ. Ok, thì cái thủ thuật nó như thế nào? Đây là thủ thuật của nó rất là đơn giản nha. Đầu tiên các bạn cầm cái bộ bài, lưu ý đừng chỉ bí mật cho người khác nha. Đây là bộ bài bình thường, thấy không? Không có gì hết. Khi chúng ta diễn thì chúng ta sẽ ngồi đối diện với khán giả. Bây giờ khán giả bên kia. Đây, mình sẽ diễn một bên nha, coi. Khán giả bên kia. Mình ở bên đây. Khi mình đưa bộ bài cho khán giả nè. Đó. Thì khi chúng ta đưa bộ bài ra sau lưng thì chúng ta sẽ tách ra hai nửa bộ bài như này. Quay ngược lại. Đó, chúng ta quay một nửa bộ bài lại, như vậy chúng ta có bộ bài có hai mặt, một người up với một người nữa. Thì khi chúng ta cầm, chúng ta đưa bộ bài lên phía trước cho khán giả như thế này. Đó, mình đưa cái mặt đây cho khán giả thì mình thấy phía sau là con 10 cơ. Đây, mình đưa cho các bạn nhìn mặt đây thì phía sau mình sẽ thấy là con 10 cơ. Và khi chúng ta để bộ bài chúng ta đưa ra phía sau, khi các bạn đưa ra phía sau, các bạn sẽ lấy con 10 cơ đằng sau nè. Các bạn đưa lên trước, các bạn đọc tên con 10 cơ thì sau lưng các bạn sẽ thấy được con xì chùa. Khi các bạn đọc con 10 cơ, các bạn đọc con 10 cơ, các bạn sẽ thấy con 10 chùa. Đó, các bạn thấy con 10 chùa. Các bạn đưa ra sau lưng, các bạn đẩy con xì chùa tới trước, các bạn đọc con xì chùa, các bạn sẽ thấy con 4 cơ. Đó, đọc 8 cơ, 4 chùa. Đó, từ nghe này, đưa ra sau lưng, đẩy ra sau, đọc con 4 chùa. Bốn chùa, các bạn sẽ thấy con phía sau là con hai rô. Ha, bạn đưa ra sau, đặt con hai rô, đưa tới phía trước, đọc con hai rô thì phía sau sẽ thấy con năm bích. Dạ, đó, tương tự năm bích, dạ cơ, ri cơ, bảy chùa. Ok, rất là đơn giản ha. Đây, đưa đây cho khán giả coi, mình sẽ thấy con này. Mình lật ra lại, đọc lên xong đưa ra sau lưng, lật con này sau lên, đọc cho khán giả thấy được con này sáu rô, đúng không? Đưa ra làm sao đẩy sáu rô tới trước, đọc con sáu rô, đồng thời thấy con mười bích. Ok, thì đây là một cái xảo thuật rất là dễ. Okay, nếu mà các bạn tập được cái kỹ thuật này, các bạn hãy diễn cho em của mình, anh của mình, ba mẹ của mình xem ha. Nó rất là đơn giản và dễ diễn
Nếu các bạn diễn thành công mà ba mẹ nói wow, bạn quá tuyệt, thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Và nếu các bạn cảm thấy kênh YouTube của mình thú vị và hay, các bạn có thể bấm vào nút đăng ký phía dưới để ủng hộ kênh của mình. Và thấy hay thì chia sẻ ra Facebook cho các bạn coi nha. Phần sau tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá kỹ thuật đổi màu lá bài. Rồi đây là con hai chùa. Đây là kỹ thuật rất là đơn giản nha các bạn, không có gì khó. Ok, các bạn thấy hay thì bấm nút đăng ký giùm mình ha, và chia sẻ lên Facebook. Hẹn các bạn tối nay khoảng, nếu mà mình tính thì 11 giờ đêm mình sẽ có clip mới hướng dẫn thêm một trò ảo thuật khác cho các bạn. Ok, bye bye và hẹn gặp lại. Nhớ bấm nút đăng ký nha các bạn.